Xin kính chào các bác, quá khủng khiếp các bác ơi. Đây là một bộ cấu hình nó oánh mà không biết là cái mic của em nó thu được không. Bởi vì là cái chất lượng thu của mic thì nó có giới hạn các bác ạ. Mà đôi tai chúng ta thì nó là vô hạn. Và cái cảm xúc, cái âm trường, cái trường vực, nó phải đứng trước một bộ cấu hình như vậy, phải đứng sau camera như em này thì mới cảm nhận được các bác ạ. Nhưng phần nào các bác nhá, các bác có thể cảm nhận được cái âm hình nó miên man, nó rộng, nó thoải mái, em dùng từ thoải mái các bác ạ. Nó quá thoải mái luôn, cái chất âm của nó quá thoải mái các bác ạ. Và đây là một cặp loa khủng khiếp, bát 50 và một bát 30 bên cạnh các bác ạ. Cực kỳ khủng luôn. Và nó sở hữu một thùng này, nó là thùng kép các bác nhá. Đây các bác, các bác có thể đẩy đây này, các bác đẩy đây này, nó khớp này các bác. Đó các bác, các bác có thể đánh độc lập các bác nhá. Đây các bác, nó có một cái khớp này các bác. Đó các bác, nó có khớp này các bác. Đó, nó khớp đây các bác nhá, khớp chốt đây các bác. Đó. Và cặp này thì nó là các bác mua 1 được 2 các bác ạ. Các bác mua 1 được 2 là gì? Một cặp loa nhưng thực chất nó sở hữu 2 thùng loa. Và các bác nhìn phía sau đấy ạ, đấu song song các bác ạ. Các bác có thể nghe độc lập một cặp bát 50 này được các bác nhá. Đó. Và đây là một cặp bát 30 độc lập nữa luôn cho các bác. Khủng khiếp luôn. Và bác nào tưởng tượng cặp loa này nó siêu to siêu trường đó các bác ạ. Cặp Tannoy phía sau nó chỉ bé tí đó các bác, nhìn thấy không ạ? Cực kỳ khủng luôn. Và cặp này thì trường âm của nó miên man, chất âm nó đỉnh cao. Đó. Và giá cặp loa này cực kỳ tốt các bác nhá. Giá rất là tốt luôn. Đó. Trên thị trường những cặp này các bác ạ, các bác lên trên mạng thì nó phải 38 đến 40 triệu. Cặp KL1000Z à 10000Z các bác nhá. Cuối của cuối cùng các bác, cuối cùng của cuối cùng những dòng Kenwood các bác ạ. Dòng này các bác nghe nhạc gì cũng hay. Đó. Nghe liên khúc, nghe trữ tình, nghe song 1975. Nó sở hữu một thùng đầu tiên là sở hữu. Đây các bác, giới thiệu loa phải giới thiệu là một thùng đầu tiên, một thùng thứ hai các bác ạ. Nó quá khủng khiếp. Thùng đầu tiên là hai con kèn. Đó, khoảng 25, họng 25 các bác. Và một con chung giấy 16 lớn. Các bác nghe tiếng chung của nó đấy ạ. Cái tiếng chung của nó nghe quá thoải mái các bác, rất là rộng, thanh thang luôn. Và chưa hết, một con mid chép kèn mái mưa các bác ạ. Đó, ở cái thùng thứ hai. Và một con bát 50 khủng khiếp luôn ở thùng thứ nhất. Và một bát 30 ở thùng thứ hai. Hai lỗ thông hơi rồi các bác. Nếu các bác thắc mắc là loa có lỗ thông hơi và loa không lỗ thông hơi, loa nào hay hơn, thì các bác không phải lăn tăn các bác ạ. Cái cặp này nó một thùng là có lỗ thông hơi, một thùng là không có lỗ thông hơi. Nó kết hợp của hai cái loại đấy luôn. Và các bác thắc mắc là cái chung giấy nó có hay bằng chung kèn không các bác, thì đây nó một bên chung kèn bên chung giấy luôn. Đó. Và các bác hỏi là cái chép kèn và chép còi nó khác gì nhau các bác, nó có hai loại luôn các bác ạ. Đó. Và bát 30 gân xếp và bát gân lụa, cái nào hay hơn thì nó có cả hai loại luôn. Nó kinh khủng khiếp các bác ạ. Không phải bàn nhiều các bác. Giới thiệu cặp loa này mà nó phê các bác. Đây các bác, nó sảng khoái các bác ạ. Chỉ cần giới thiệu cặp loa này thôi cũng là tự bật cười các bác. Nó sảng khoái các bác. Các bác nghe tiếng ạ, nghe sướng cực. Em không dám nhấn đầu lướt các bác ạ. Bởi vì là nó rất là nhiều bát rồi. Em mới để 12 giờ thôi. Nhưng bát nó rất là nhiều các bác nhá. Đây các bác, con âm ly này là một con âm ly hôm qua em giới thiệu rồi. Chuyên đánh những cặp loa siêu khủng, siêu trường, siêu trọng các bác ạ. Đó, Pioneer SX1010, cuối số của dòng đài xanh các bác nhá. Đài đèn xanh các bác, cực kỳ đẹp luôn. Đó các bác, siêu đẹp. Con này em để các bác giá 20,5 triệu, giá bình thường khoảng 23, 24 triệu các bác nhá. Đó, 8 sò sắt siêu khủng luôn. Và công suất là 400W, đó các bác. 400W điện 120V, 3 cổ loa ABC. Khủng long khủng khiếp các bác ạ. Nói chung cặp loa này gặp con âm ly này đúng bài các bác nhá. Các bác khủng khiếp luôn các bác. Và bây giờ em xin kết thúc video clip tại đây. Bộ này quá đỉnh cao các bạn, giới thiệu như vậy thôi. Còn những cái hàng khủng này thì các bác phải cảm nhận trực tiếp thì nó mới đỡ cái phí công các bác ạ. Đó các bác ạ. Bởi vì là bộ này các bác nghe qua điện thoại đôi khi nó hơi bị thiệt thòi cho nó các bác. Nó chỉ phần nào được thôi các bác. Nghe qua điện thoại nó chỉ cảm nhận được phần nào các bác nghe nữa. Quánh dã man.
nó quá sướng các bác ạ, nghe phê các bác. Và bộ này các bác ơi, âm ly 20,5 triệu, âm ly giá rất tốt, đẹp xuất sắc như mới luôn. Và cặp loa này em để các bác giá chỉ có 32,5 triệu thôi. Giá em để các bác giá rẻ hơn thị trường khoảng 5-6 triệu rồi các bác ạ. Giá cực kỳ rẻ các bác nhá, 32,5 triệu. Các bác chia đôi ra đi, một cặp loa các bác mua 32,5 triệu, nhưng thực tế các bác mua được hai cặp loa trong một cặp các bác ạ. Cặp loa này hoàn toàn các bác có thể nhấc cái module nó ra được thành hai cặp. Đó, các bác nào không thích để kiểu này các bác có thể nhấc module nó ra để thành bốn góc các bác nhá. Các bác để im cái này thì nó có cái module khóa của nó đây, hai cái mặt khóa các bác. Nó có kèn guốc dã man con ngàn luôn các bác. Bộ này thì các bác, cặp loa này em nghĩ là nó độc ở Việt Nam chỉ có 1-2 cặp thôi. Bắt đầu chơi cặp này không bao giờ sợ đụng hàng các bác nhá. Và tiếng của nó thì đỉnh cao của các bác. Phân khúc tiền này chưa bằng tiền cặp JBL. Đó, chưa bằng tiền cặp mà chỉ bằng tiền cặp JBL L100 Century các bác ạ. Quá là tuyệt vời các bác ơi. Bắt đầu nhanh tay sở hữu cặp này 32,5 triệu thôi. Bình thường giá khoảng độ 37 38 triệu các bác nhận đã là giá tốt rồi. Nhưng bắt đầu nhanh tay sở hữu cặp này, em đang để cái giá gọi là giá xả cửa hàng các bác ạ. Và bộ này tuyệt vời luôn các bác nhá. Nghe nó sướng lắm các bác. Em chưa bật đâu lớt các bác. Bơm volume lên các bác ạ. Bơm một tí lên các bác nhìn đấy ạ. Bơm chỉ 2 nấc thôi. Nó đánh kinh khủng khiếp. Quánh to, quánh chắc chứ không bị vỡ tiếng các bác nhá. Quánh to rất chắc luôn các bác. Bát nó nhún 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 dã man luôn các bác ạ. 400W của âm ly này khủng khiếp. Nặng gần 30 cân. Rồi, bác nào có nhu cầu lấy bộ này thì nhắn tin cho em hoặc lấy lẻ loa hoặc lấy lẻ âm ly. Các bác lưu ý là cặp loa này các bác lên những cái con âm ly siêu khủng cho em. Cứ săn sụi 707, 907, âm ly đài siêu khủng 400W, 300W các bác. Và những dòng âm ly Lachman 400W. Em đang có một con sẵn là Lachman L100 400W các bác. Siêu khủng luôn các bác nhá. Đó, hay là những dòng âm ly siêu khủng, các bác lên vào đây cho em. Nó phê lắm các bác ạ. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào các bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.